Han Chiu Won tức giận khi nhắc về lùm xùm gian lận gây chấn động. Nữ thần tượng đã có những chia sẻ khi đọc được những bình luận liên quan tới chương trình mà cô đã tham gia. Được biết, vào cuối năm ngoái, nhiều người hâm mộ và khán giả của chương trình Sống Còn Đình Đám để tạo ra các nhóm nhạc thần tượng Produce đã bị sốc khi tiết lộ rằng phiếu bầu của người xem đã bị gian lận và một số thí sinh đã bị loại một cách sai lầm. Sau khi lùm xùm được nổ ra, hàng loạt sự tức giận đã đổ dồn lên chương trình vào thời điểm đó khi đã có hành động gian lận và cướp đi cơ hội của rất nhiều thí sinh tài năng. Mới đây, cựu thí sinh của chương trình Han Chiu Won đã bày tỏ thái độ khi nhắc lại vị trí của mình vào thời điểm chương trình đang diễn ra. Cô cho biết bản thân mình đáng ra sẽ nằm ở vị trí thứ 6 và được xuất hiện trong danh sách những thí sinh ra mắt cùng với nhóm nhạc nữ đình đám EZONE vào thời điểm đó. Nhưng vì gian lận phiếu mà cô đã phải ra về trong sự tiếc nuối ở vị trí 13 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối cho tài năng của cô nàng. Cụ thể, khi trên màn hình hiển thị thứ hạng của Han Chiu Won tăng từ hạng 80 lên hạng 13, nữ thần tượng đã nhanh chóng đáp lại, phần này hãy sửa lại giùm em nha, thực sự phải tăng từ hạng 80 lên hạng 6 ạ. Anh chị hiểu mà phải không, chuyện này rất quan trọng với em. Tài năng của nữ thần tượng là điều không phải bàn cãi khi cô đã thể hiện rất nhiều kỹ năng của bản thân thông qua các vòng thi tại series này. Được biết, Han Chiu Won đã thể hiện rất thành công khả năng rap và ca hát đầy ấn tượng của mình với loạt ca khúc được dự thi tại chương trình như Rumor, Don't Know You. Nữ thần tượng đến từ Kobe Entertainment bắt đầu cuộc thi ở vị trí thứ 64 và ở hai tập sau đó cô thậm chí còn rơi xuống tận vị trí 89-88. Thế nhưng bằng tất cả những nỗ lực của mình, Han Chiu Won đã chứng minh được tài năng của bản thân và nhảy vọt lên hạng 47, sau đó là hạng 9 và 13. Một số K-net cũng tỏ ra đồng tình với sự tức giận của cô nàng, cho biết việc cô nàng tỏ rõ thái độ không hài lòng là điều hợp lý, bởi lẽ vào thời điểm đó, chương trình đã cướp đi cơ hội được ra mắt và trở thành thần tượng của một cô bé chỉ mới 16 tuổi, mang trong mình rất nhiều ước mơ và hoài bão. Nếu mấy người là em ấy thì chắc chắn ai cũng sẽ phải thể hiện sự tức giận thôi. Đúng ra em ấy sẽ được thưởng thức tất cả các album và thành tích mà EZONE đã có được nó. Thành thật mà nói, nhạc của EZONE sẽ trở nên đáng nghe nếu có Han Chiu Won góp giọng đó. Tôi nghĩ nếu có cô bé này thì sẽ không có mấy cái lùm xùm Emma Remover đâu. Đương nhiên cô ấy sẽ phải tức giận rồi. Gạt sang tất cả một bên thì chuyện khiến tôi buồn nhất là khi nghe mọi người rêu rao 12 là con số hoàn hảo. EZONE 12 người là tổ hợp hoàn hảo và Push cái nhóm có 12 thành viên đó. Han Chiu Won, Lee Ga-eun đáng lẽ phải nằm trong số đó cơ. Hơn cả việc lợi nhuận thì chuyện nhóm debut không có Chiu Won và Ga-eun còn khiến tôi đau lòng hơn. Thế ai là người đã thay vào vị trí của Chiu Won và Ga-eun nhỉ? Thật sự thì các bài hát sẽ ổn hơn nếu những thành viên có giọng mũi bị loại bớt ra khỏi đội hình của nhóm đó. Được biết, sau chương trình, hiện tại Han Chiu Won đã chính thức ra mắt cùng với nhóm nhạc nữ mới Kobe Entertainment có tên Lightstorm. Nhiều người hâm mộ cho rằng dù cô nàng đã bị bỏ lỡ suất ra mắt cùng với EZONE, nhưng hiện tại nữ thần tượng vẫn đang nhận được rất nhiều sự chú ý và đang hoạt động rất tốt cùng với nhóm nhạc hiện tại của mình. Han Chiu Won được mong đợi sẽ tạo nên nhiều câu chuyện hay và những bài hát đình đám cùng với nhóm nhạc Lightstorm của mình trong thời gian sắp tới.